Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 92. Hỡi đấng chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm hòa thinh với đàn sắt. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người dữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kìa kẻ thù nghịch Ngài, kìa kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất. Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức bằng dầu mới. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên li băng. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái được thịnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Chương 8. Luận đến của cúng các thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả. Song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật, người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất. Bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha. Muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Và ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho. Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên nếu đồ ăn xúi anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Chương 9. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?
há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng: ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chuốc nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi. Còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, lại nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người, không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Chương 20. Bây giờ cả dân Israel đều kéo ra đi từ Đan cho đến Be-e-sê-ba và cho đến xứ Ga-la-át. Hội chúng tụ hiệp lại như một người trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba. Những quan trưởng của cả dân sự, tức là của các chi phái Israel, đều ra mắt trong hội của dân Đức Chúa Trời. Có 400.000 lính bộ có tài cầm gươm. Vả, người Benjamin đã hay rằng dân Israel đi lên Mít-ba. Dân Israel nói: hãy thuật lại cho biết tội ác này đã phạm làm sao. Người Lê-vi, chồng của người đàn bà đã bị giết, đáp rằng: tôi có vào Gi-bê-a là thành của Benjamin với vợ bé tôi đặng ngủ đêm tại đó. Nhưng dân Gi-bê-a dấy lên cùng tôi, đang ban đêm vây nhà tôi ở.
chúng đã toan giết tôi, có hành hung cùng vợ bé tôi, và nó chết vì cớ đó. Đoạn, tôi nắm lấy thây vợ bé tôi, chặt nó ra từng đoạn, gửi đi khắp địa phận của sản nghiệp Israel, vì chúng nó có phạm một tội trọng, một sự sỉ nhục trong Israel. Này, hết thảy dân Israel có mặt đây, anh em hãy bàn luận nhau và liệu định phải làm thế nào đây. Cả dân sự đứng dậy như một người mà rằng, chẳng ai trong chúng ta sẽ trở lại trại mình, không ai rút về nhà mình. Bây giờ, này là điều chúng ta phải xử cho Gibea. Chúng ta sẽ đi lên đánh thành đó theo thứ tự của thăm nhất định. Trong các chi phái Israel, chúng ta phải lấy 10 người trong 100, 100 người trong 1.000, 1.000 người trong một muôn. Chúng ta sẽ đi tìm lương thực cho dân sự. Rồi khi trở về, người ta phải xử Gibea của Benjamin tùy theo sự sỉ nhục mà thành ấy đã phạm nơi Israel. Ấy vậy, hết thảy người Israel nhóm nhau hãm đánh thành đó, hiệp lại như chỉ một người. Các chi phái Israel sai sứ giả đến cùng chi phái Benjamin mà nói rằng, tội ác đã phạm tại trong các ngươi là gì? Bây giờ hãy nộp cho chúng ta những người gian tà của Gibea để chúng ta xử tử chúng nó và diệt điều ác khỏi giữa Israel. Nhưng người Benjamin không khứng nghe tiếng của anh em mình là dân Israel, bèn ra khỏi các thành họ và nhóm hiệp tại Gibea đặng giao chiến cùng dân Israel. Trong ngày đó, người ta tu bộ người Benjamin từ các thành mà đến, số là 26.000 người nam đều có tài cầm gươm, không kể dân Gibea, được số 700 người tinh binh. Trong cả dân sự ấy, có 700 người tinh binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc mà chẳng hề sai trật. Người ta cũng tu bộ những người nam Israel, không kể người Benjamin, thì số được 40 vạn người, có tài cầm gươm, thảy đều là chiến sĩ. Vậy, dân Israel đi lên Bê-tên và cầu vấn Đức Chúa Trời như vậy: ai trong chúng tôi phải lên trước đặng giao chiến cùng người Benjamin? Đức Giê-hô-va đáp: Giu-đa sẽ đi lên trước. Vừa sáng ngày, dân Israel kéo đi và đóng trại gần Gibea. Người Israel ra đánh người Benjamin dàn trận cùng chúng tại trước Gibea. Người Benjamin bèn ra khỏi Gibea và trong ngày đó giết 22.000 người Israel nằm chật đất. Dân Israel lại phấn chí dàn trận mới tại chỗ mình đã dàn ngày thứ nhất. Dân Israel đi lên khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải giao chiến lại cùng người Benjamin là anh em của tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp: hãy lên đánh nó. Ngày thứ nhì, người Israel kéo tới đánh người Benjamin. Người Benjamin cũng ra Gibea nội ngày đó đánh dân Israel, lại giết nằm sải dưới đất một muôn 8.000 người của dân ấy, thảy đều có tài cầm gươm. Bây giờ, hết thảy người Israel và cả dân sự đều đi lên Bê-tên, khóc và đứng tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, cử ăn trong ngày ấy cho đến chiều tối, rồi dân của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đang khi ấy, hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở tại đó, có Phi-nê-a, con trai Ê-li-a-sa, cháu A-rôn, phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, dân Israel cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi còn phải giao chiến cùng người Benjamin anh em tôi, hay là tôi phải đình lại? Đức Giê-hô-va đáp: hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng nó vào tay các ngươi. Israel bèn phục binh chung quanh Gibea. Ngày thứ ba, dân Israel đi lên đánh người Benjamin và dàn trận cùng Gibea như các lần trước. Người Benjamin ra đón dân Israel bị dụ xa thành. Y như hai lần trước, chúng khởi đánh và giết mấy người của dân Israel. Chừng 30 người tại trong hai con đường trải qua đồng bằng đi lên, một ngã tới Bê-tên và ngã kia tới Gibea. Người Benjamin nói rằng: kìa, chúng nó bị bại trước mặt chúng ta như lần trước. Nhưng dân Israel nói: chúng ta hãy chạy trốn, dụ chúng nó ra cách xa thành
đến trong các đường cái. Hết thảy người Israel bèn bỏ chỗ mình đứng, dàn trận tại Ba-anh-tha-ma, và đạo binh phục của Israel đâm sầm ra khỏi chỗ phục mình tại đồng bằng Gibea. Như vậy, sải có một muôn tinh binh của Israel đã phục tại trước Gibea xông tới, đánh giặc rất dữ dội. Nhưng người Benjamin không biết tai họa hãm lấy mình. Đức Giê-hô-va đánh bại người chi phái Benjamin trước mặt dân Israel, và trong ngày đó dân Israel giết 25,001 người Benjamin, hết thảy đều có tài cầm gươm. Người Benjamin thấy rõ mình bị bại, và người Israel đã nhường bước cho người Benjamin vì chúng tin cậy nơi sự phục binh mình ở gần Gibea. Những binh đã phục lật đật xông hãm Gibea, đi tới lấy gươm giết hết thảy cả người ở thành. Người Israel đã hẹn một dấu hiệu với những binh phục, là những binh phục phải làm cho một ngọn khói đen cất lên khỏi thành. Vậy dân Israel đã thối lại trong trận, còn người Benjamin khởi đánh và giết chết chừng 30 người Israel. Chúng nói, quả thật chúng nó bị thua trước mặt chúng ta như lần trước. Nhưng khi trụ khói khởi bay lên khỏi thành, người Benjamin nhìn xem lại đằng sau, thấy cả thành đều có khói bay lên trên trời. Bây giờ dân Israel trở lại, còn những người Benjamin lấy làm kinh hãi vì thấy tai họa đã hãm áp mình. Chúng xây lưng lại trước mặt dân Israel, chạy trốn về phía đồng vắng. Nhưng đạo binh Israel theo riết gần, và những kẻ ra khỏi thành đều bị giết liền. Chúng vây phủ người Benjamin, đuổi theo và chà đạp họ tại nơi họ dừng lại, cho đến chỗ đối ngang Gibea về hướng mặt trời mọc. Như vậy, một muôn 8,000 người Benjamin phải ngã, thảy đều là người dõng sĩ. Trong số người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, hướng hòn đá Rimmon, thì dân Israel còn giết dọc đường 5,000 người nữa. Đoạn, theo riết gần đến Gideom thì giết 2,000 người. Vậy, số tổng cộng người Benjamin ngã chết trong ngày đó là 25,000 người có tài cầm gươm, và thảy đều là người dõng sĩ. Lại có 600 người xây lưng chạy trốn về phía đồng vắng, đến hòn đá Rimmon, và ở đó 4 tháng. Đoạn, dân Israel trở lại đánh người Benjamin, dùng gươm giết hết thảy người ta ở trong thành, súc vật và hết thảy vật nào gặp được. Lại, hễ gặp thành nào thì châm lửa đốt nó. Chương 21. Tại Mít-ba, dân Israel có lập lời thề này: chẳng ai trong chúng ta sẽ gả con gái mình cho một người Benjamin. Đoạn, dân sự đến Bê-tên, ở lại đó trước mặt Đức Chúa Trời cho đến chiều tối, cất tiếng lên khóc dầm dề mà rằng: ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, ngày nay thiếu một chi phái của Israel, sao tai họa này xảy đến cho chúng tôi? Qua ngày sau, dân sự đều đứng dậy, xây trong chỗ đó một bàn thờ, dâng lên của lễ thiêu và của lễ thù ân. Vả, dân Israel đã có thề lời trọng thể này: kẻ nào chẳng đến ra mắt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba sẽ hẳn bị xử tử. Nên họ bèn hỏi: trong các chi phái Israel có người nào không đến hội đồng trước mặt Đức Giê-hô-va chăng? Song dân Israel ăn năn về điều đã xảy đến cho chi phái Benjamin anh em mình mà rằng: ngày nay một chi phái đã trút khỏi Israel, chúng ta sẽ làm sao đặng có người nữ cho những kẻ còn sống, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va thề rằng không gả một con gái nào của chúng ta cho họ. Vậy chúng nói rằng: trong các chi phái Israel có ai chẳng đến ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mít-ba chăng? Vả, từ Gia-be trong xứ Ga-la-át chẳng có ai đến vào trại quân tại hội đồng, vì khi tu bộ dân thì chẳng thấy có người nào của dân Gia-be ở xứ Ga-la-át. Hội chúng bèn sai đến Gia-be một muôn 2,000 người mạnh mẽ hơn hết và truyền lệnh rằng: hãy đi dùng gươm giết dân cư của Gia-be ở xứ Ga-la-át luôn với người nữ và con trẻ. Này là điều các ngươi sẽ làm: hãy tận diệt mọi người nam luôn mọi người nữ đã làm bạn một người nam. Chúng tìm được
trong dân Gia-be ở xứ Ga-la-át, 400 con gái đồng trinh chưa làm bạn với người nam, bèn dẫn chúng nó về trại quân tại Si-lô ở trong xứ Ca-na-an. Toàn hội chúng sai sứ đến người Benjamin rút ở nơi hòn đá Rimmon đặng giảng hòa cho chúng. Người Benjamin bèn trở về. Dân Israel gả cho chúng những người nữ mình đã dung thứ, để còn sống trong số những người nữ Gia-be ở xứ Ga-la-át, nhưng không đủ cho mọi người. Vậy dân sự ăn năn về việc Benjamin, vì Đức Giê-hô-va có làm khuyết trong các chi phái Israel. Các trưởng lão của hội chúng nói: bởi những người nữ của chi phái Benjamin đã bị tuyệt diệt, thì chúng ta phải làm sao đặng kiếm vợ cho những người còn lại? Lại tiếp rằng, những người còn sống sẽ nhận được sản nghiệp thuộc về Benjamin, kẻ một chi phái bị trút khỏi Israel chăng? Song chúng ta chẳng thế gả con gái chúng ta cho họ được, vì dân Israel có lập lời thề này: đáng rủa sả cho kẻ nào gả một người vợ cho Benjamin. Vậy chúng nói: kìa, tại Si-lô, ở về hướng bắc Bê-tên, phía đông của con đường đi từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam Lê-bô-na, mỗi năm người ta giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va. Chúng bèn khuyên người Benjamin rằng: hãy đi phục trong vườn nho. Hễ khi thấy các con gái của Si-lô đi ra đặng múa hát rập nhau, thì các ngươi hãy ra khỏi vườn nho, rồi mỗi người trong các ngươi phải cướp lấy một người vợ trong bọn gái trẻ của Si-lô đó, đoạn trở về xứ Benjamin. Khi cha hay anh chúng nó đến kiện cùng chúng ta sẽ đáp rằng: xin hãy làm ơn cho chúng tôi mà gả chúng tôi cho họ, vì trong giặc giả này chúng tôi không thể cưới một người vợ cho mỗi người trong bọn họ. Lại nữa, chẳng phải chính các anh em đã gả chúng nó cho họ? Vì nếu như vậy, chắc các anh em phải mắc tội. Người Benjamin bèn làm như vậy. Trong bọn người nữ múa hát, chúng cướp lấy một số người vợ bằng số của mình, rồi đi trở về sản nghiệp mình. Chúng xây đắp thành lại và ở tại đó. Bây giờ, dân Israel ai nấy đều trở về trong chi phái và họ hàng mình. Từ nơi đó, mỗi người đi về sản nghiệp mình. Đang lúc đó, không có vua trong Israel, ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.